sông Vu Gia là một trong hai hệ thống sông lớn ở tỉnh Quảng Nam. Đầu nguồn sông Vu Gia là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Bơ Nông với nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo. Nơi đầu nguồn ấy cũng đang lưu giữ hệ sinh thái rừng bền vững, góp phần bảo tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm. Nguồn năng lượng phù sa dồi dào của dòng Vu Gia góp phần phát triển điện năng, tưới tắm cho nhiều cánh đồng phì nhiêu, là động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam. Sông Vu Gia được hình thành từ dòng chảy của các con sông bắt nguồn từ các dãy núi phía tây của tỉnh Quảng Nam giáp với nước bạn Lào hoặc từ phía tỉnh Kon Tum. Ngọn nguồn Vu Gia chảy qua địa phận các huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và cuối cùng đổ về các huyện đồng bằng Đại Lộc và Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Tại huyện Đại Lộc, dòng Vu Gia chia thành hai dòng. Một dòng nhập vào sông Thu Bồn đổ ra cửa Đại, thành phố Hội An và một dòng nhập với sông Túy Loan đổ ra cửa Hàn, thành phố Đà Nẵng. Đoạn giao nhau giữa hai dòng sông thường được gọi là hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn. Từ thượng nguồn sông Vu Gia đến cửa biển, ước chừng chiều dài hơn 200 km. Vì thế, sông Vu Gia có nguồn nước mặt lớn nhất trong các hệ thống sông ở Quảng Nam với diện tích lưu vực sông 5.500 km2. Khi chảy qua các huyện miền núi có độ dốc lớn và mặt cắt hẹp, nên dòng Vu Gia lắm thác gành, lưu lượng dòng chảy khoảng 300 mét khối một giây. Đây cũng là lưu lượng dòng chảy lớn nhất trong hệ thống sông ở Quảng Nam. Điều này vừa thuận lợi cho ngành công nghiệp điện năng nhưng cũng gây ảnh hưởng khó lường mỗi khi vào mùa mưa bão, thường gây lũ lụt cho vùng hạ du. Nơi đầu nguồn sông Vu Gia của tỉnh Quảng Nam hiện đang lưu giữ hệ sinh thái rừng bền vững với sự đa dạng sinh học cao. Nổi bật nhất là ba vùng bảo tồn: Vườn Quốc gia Sông Thanh, khu bảo tồn loài sinh cảnh Sao La và khu bảo tồn loài sinh cảnh Voi. Ba vùng bảo tồn loài và sinh cảnh này có diện tích lên đến 735.000 ha và mật độ che phủ rừng lên đến 70%. Vì thế, đây được xem là một trong những vùng sinh cảnh có hệ sinh thái rừng lớn nhất trong cả nước. Đặc biệt, hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối ba khu bảo tồn loài và sinh cảnh này có diện tích khoảng 123.000 ha. Trong đó, diện tích bảo vệ nghiêm ngặt là khoảng 93.000 ha. Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm tập trung xây dựng hành lang đa dạng sinh học để bảo tồn loài, duy trì bền vững hệ sinh thái rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng dự án. Đây là khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La Quảng Nam có diện tích gần 15.500 ha, nằm trên địa bàn của 4 xã của huyện Tây Giang và huyện Đông Giang. Với địa hình là các thung lũng hẹp với dòng chảy và thác dốc, khu bảo tồn đã và đang tạo điều kiện sống cho đa dạng động thực vật rừng, trong đó có loài sao la, loài vật nằm trong danh mục sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới và Việt Nam, một loài có nguy cơ tuyệt chủng cao. Hiện nay, số lượng sao la ở khu vực Tây Bắc Quảng Nam còn khoảng vài chục cá thể đang sinh sống. Nếu không bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sống của sao la, thì tương lai không xa, loài động vật được mệnh danh là linh hồn của dãy Trường Sơn sẽ tuyệt chủng. Do nguồn lợi từ hệ sinh thái rừng mang lại rất lớn, đặc biệt là sự quý hiếm của các loài động thực vật, lâm sản từ gỗ, khoáng sản, nên chúng luôn có sức hút mãnh liệt đối với các đối tượng khai thác trái phép, lén lút hoạt động xâm hại vào rừng. Theo chân các nhóm tuần tra bảo vệ rừng ở khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp các loại trông, thỏ, bẫy bắt thú rừng được giăng mắc nhiều nơi. Đây đều là các loại bẫy bắt có tính sát thương rất cao, không chỉ với động vật mà ngay cả đối với con người, nếu chẳng may đụng phải. Dẫu được tuyên truyền phổ biến không xâm hại vào rừng để bẫy bắt thú rừng, nhưng nhiều đối tượng vẫn lén lút vào rừng đặt bẫy. Số lượng các loại bẫy bắt được tháo gỡ khó có thể kiểm đếm hết như thế này.
việc đặt bãi của người dân diễn ra rất là phức tạp, diễn ra quanh năm và trên khắp cái lâm vật. Và cái việc này sẽ diễn ra vào nhiều hơn vào thời gian giáp Tết. Thì công tác tuần tra bảo vệ rừng được chúng tôi thực hiện thường xuyên, được xây dựng kế hoạch thực hiện hàng quý. Thì mỗi tháng thì sẽ có 6 tổ tuần tra thực hiện các hoạt động tuần tra trong rừng để thực hiện nhiệm vụ là tháo dỡ các lò bãi như thế này, đẩy đuổi các người dân vào rừng trái pháp luật. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở khu bảo tồn Sao La gồm 24 người, được thành lập năm 2011. Bên cạnh việc tuần tra tháo gỡ các loại bẫy bắt thú rừng, nhiệm vụ của các tổ chuyên trách bảo vệ rừng còn phá hủy các lán trại xây dựng trong rừng, đẩy đuổi các đối tượng khai thác trái phép ra khỏi rừng. Qua tuần tra, truy quét đã kịp thời tháo gỡ, phá hủy gần 10.000 bẫy thú các loại cùng hàng nghìn mét rào bẫy, phá hủy 254 lán trại và đuổi 141 lượt người vào rừng trái phép. Từ khi thành lập khu bảo tồn giờ là qua những cái đợt giám sát và đánh giá lại của các cái chuyên gia nước ngoài thì người ta thấy rằng là cái sinh cảnh của Sao La là nó phục hồi, nó đang tốt lên và sự cái tần suất xuất hiện của một số loài nó cao dần qua những cái đợt giám sát. Bên cạnh vấn nạn bẫy bắt thú rừng, khai thác gỗ trái phép, nơi đầu nguồn Vu Gia, tại các vườn quốc gia, các khu bảo tồn còn đối mặt với tình trạng khai thác vàng trái phép. Hàng chục năm qua, tình trạng khai thác vàng trái phép trong vùng lõi vườn quốc gia sông Thanh vẫn lén lút diễn ra, dẫu các lực lượng chức năng liên tục tổ chức truy quét, đẩy đuổi các đối tượng vàng tặc. Nhưng khi các đoàn kiểm tra rút đi, các phu vàng lại tiếp tục vào rừng lén lút khai thác. Một phần do địa hình đồi núi phức tạp, khó kiểm soát. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do còn tồn tại các bãi vàng nằm sâu trong các lòng núi, lòng đất. Việc lấp các hố vàng, giếng vàng sẽ giải quyết tận gốc tình trạng khai thác vàng trái phép. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Nam đã quyết tâm đánh sập các hầm vàng, mỏ vàng để triệt đường khai thác của các phu vàng, đồng thời góp phần phục hồi lại diện tích đất rừng, môi trường rừng yên bình cho các loài động vật quý hiếm trở lại sinh sống. Tháng 6 năm 2021, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng của quân khu 5, tổ chức kiểm soát chặt 75 hầm vàng và chỉ huy công tác đánh sập các hầm vàng. Trong suốt 5 ngày, tất cả các hầm vàng ở vườn quốc gia sông Thanh đã bị đánh sập. Sau khi các hầm vàng bị đánh sập, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng sẽ tổ chức các chốt chặn, bảo vệ hiện trường các bãi vàng, không cho các đối tượng khai thác vàng quay lại. Một năm sau, tình trạng khai thác vàng trái phép tại vườn quốc gia sông Thanh đã được kiểm soát. Hệ sinh thái rừng vì thế dần được hồi sinh. Một số loài động vật đã được ghi nhận quay trở lại các khu vực khai thác vàng trước đây. Đánh sập thì nó sẽ làm mất cái dấu vết những cái hầm vàng này, và khi làm lại thì cũng rất là khó. Cái thứ hai là chúng tôi nâng cao cái tuyên truyền cho người dân xung quanh để cái việc này là ở việc vườn quốc gia sông Thanh này là cũng nghiêm cấm không có xâm phạm vào cái việc này. Việc thứ ba nữa thì chúng tôi tăng cường cái công tác bảo vệ chốt chặn giữ để mà làm sao nó không có tình trạng này xảy ra nữa. Nơi đầu nguồn, hệ sinh thái rừng được bảo vệ và phát triển bền vững đã tạo điều kiện cho mạch nguồn dồi dào của dòng Vu Gia vượt qua bao thác gành để đổ về xuôi, hội thủy cùng dòng sông Mẹ Thu Bồn, bắt nguồn từ phía bắc tỉnh Quảng Nam, tạo thành lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn rộng lớn ở các huyện Đại Lộc, Điện Bàn. Đây cũng là những địa phương được xem là vựa lúa nương dâu lớn nhất vùng xứ Quảng xưa, và nay vẫn là vùng đất phát triển nông nghiệp chủ phú của tỉnh. Do là vùng hợp lưu của hai con sông lớn Vu Gia và Thu Bồn, nên tại địa bàn các huyện Đại Lộc, Điện Bàn cũng hình thành các bãi mồi ven sông rộng lớn, tạo nên nguồn khoáng sản, cát, sỏi với trữ lượng lớn.
Nguồn lợi khổng lồ từ cát mang lại luôn khiến cho dòng Vu Gia Thu Bồn oằn mình chống lại tình trạng khai thác trái phép, khai thác khó kiểm soát. Nhiều bãi bồi làng mạc ven dòng Vu Gia cũng vì thế bị xâm thực, sói lở, biến dạng theo các con tàu hút cát, theo các chuyến xe ngày đêm hối hả về xuôi. Không khó để các lực lượng chức năng thỉnh thoảng bắt giữ các trường hợp khai thác cát trái phép như thế này trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn. Vì chỉ cần lợi dụng đêm tối, đặt vòi xuống dòng sông là có thể đong đầy khoang thuyền cát. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của việc khai thác cát không phép và có phép. Không phép thì việc bắt giữ là chuyện bình thường. Riêng năm 2019, lực lượng liên ngành đã phát hiện xử lý 20 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính với tổng số tiền 485 triệu đồng. Nhưng chuyện doanh nghiệp có phép nhưng khai thác không thể kiểm soát mới là câu chuyện đáng nói. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thỉnh thoảng, tỉnh Quảng Nam lại tổ chức các đợt kiểm tra tình trạng khai thác cát của các doanh nghiệp có phép hoặc hết phép trên dọc sông Vu Gia, Thu Bồn. Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 28 giấy phép khai thác cát, sỏi đang còn hiệu lực. Trong đó, chủ yếu tập trung ở sông Vu Gia, Thu Bồn, với tổng diện tích các khu vực được khai thác là gần 230 ha. Và trữ lượng cát sỏi theo các giấy phép khai thác là 7,50 triệu mét khối. Cát sỏi là loại khoáng sản dễ khai thác và tiêu thụ, không cần đầu tư nhiều nhưng dễ mang lại lợi nhuận khi khai thác, nên nhiều doanh nghiệp cố tình vi phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng như khai thác quá trữ lượng cho phép, khai thác ở địa bàn giáp danh giữa các địa phương. Khi có hoạt động kiểm tra thì di chuyển phương tiện khai thác sang địa bàn khác nhằm tránh bị kiểm tra, xử lý. Có tổ chức cảnh giới, thông báo khi có cơ quan chức năng kiểm tra gây khó khăn cho công tác kiểm soát, quản lý. Điều đáng nói, nguồn thu từ khai thác cát, sỏi chẳng thấm vào đâu so với số tiền mà hàng năm tỉnh Quảng Nam và Trung ương phải bỏ ra để gia cố các bờ kè, chống sạt lở ở ven sông, cửa biển. Ví như ở huyện Đại Lộc, mỗi năm nguồn thu ngân sách từ hàng chục mỏ cát lớn nhỏ chỉ khoảng chục tỷ đồng, trong khi để làm 1 km bờ kè thôn Quảng Đại 1 đã tốn 25 tỷ đồng. Riêng bờ biển Cửa Đại ở thành phố Hội An, ngân sách trung ương và địa phương như muối bỏ biển, mỗi năm hơn 100 tỷ đồng. Nhưng tình trạng sạt lở vẫn luôn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu, theo các nhà khoa học, đó là sự thiếu hụt một lượng cát rất lớn từ các dòng sông Thu Bồn, Vu Gia bổ sung cho vùng cửa sông ven biển. Do tình trạng khai thác cát quá mức, thiếu kiểm soát. Trước tình trạng trên, năm 2022, tỉnh Quảng Nam đã không gia hạn cấp lại giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông Vu Gia, Thu Bồn trên địa bàn Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và giao cho địa phương rà soát lại, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản công khai, minh bạch. Lập hồ sơ thủ tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định, đảm bảo ổn định trật tự khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thứ nhất là quy hoạch lại cái mỏ khai thác khoáng sản, cụ thể là mỏ cát. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ có cái đấu thầu về cái việc mà khai thác cái cát này, đem lại cái nguồn thu cụ thể và nó cao hơn cho cái sau này. Cái thứ ba là làm sao đó là để cho cái chấn chỉnh cái việc mà khai thác nó vượt thiết kế, nó vượt cái DTM, thì chúng tôi đã giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương, quyền xã sẽ có những cái biện pháp cụ thể tránh cái trường hợp mà khai thác nó vượt công suất. Nhìn từ trên cao, dòng Vu Gia khi về xuôi trông trong xanh yên ả, nhưng ít ai biết rằng trên hành trình ấy, dòng sông này đã phải vượt qua bao thác gành, oằn mình chống chịu biết bao tác động của con người và ảnh hưởng của tự nhiên để khoác lên mình trọng trách làm giàu đẹp cho quê hương bằng nguồn lợi điện năng, đảm bảo tưới tiêu, phát triển nông nghiệp, cung cấp nước cho sinh hoạt của người dân. Dẫu lắm quanh co thác gành, nhưng dòng Vu Gia luôn được xem như dòng sông cha,
cùng với dòng sông Mẹ, Thu Bồn, mãi là biểu tượng, mạch nguồn của vùng đất Quảng vốn hiền hòa, lắm bão giông, nhưng kiên cường, mạnh mẽ vươn ra biển lớn với khát vọng bay cao, bay xa của vùng đất mở.